Trong tập trước, Phương Lâm trở lại Âm Khôi Tông, sau đó, hắn gặp lại người khổng lồ được phong ấn phía dưới tông phái này, không ngờ người này lại chính là lão tổ của cự ma tộc. Năm đó, khi tiến đánh tiên di tộc bị thương nặng, bị Âm Khôi Tông dùng thủ đoạn giam giữ và phong ấn ở đây, lão nhìn thấy Vương Lâm liền tìm cách nhờ hắn cứu thoát. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Người lấy máu tươi của ta, nhất định để dùng vào việc lớn. Ta còn có dịch thể cốt tủy ẩn chứa tinh hoa so với trong máu hơn rất nhiều. Nếu ngươi muốn ta sẽ trực tiếp đưa cho ngươi. Ta cũng không cần ngươi cứu ta, chỉ cần ngươi đem tin tức của ta tới cho cự ma tộc hoặc đương kim chu tức tử là được. Được không? Thanh âm kia lập tức nói. Vương Lâm ánh mắt trượt lóe, cười lạnh một tiếng, không nói chuyện vô ích với người này nữa. Thân mình khẽ động, hóa thành một làn khói nhẹ lập tức theo đường cũ trở về. Trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi hang động. Sau khi Vương Lâm rời khỏi, người khổng lồ kia thân mình run rẩy, phát ra một tiếng gào rít trầm trầm. Chỉ cần thời gian nửa nén nhang, cho ta thêm thời gian nửa nén hương nữa thôi. Chỉ cần người kia tiếp tục lấy máu, làm cho máu trong cơ thể ta chỉ còn lại ít hơn 1/3, nhất định có thể đưa đám cây kia ra khỏi cơ thể. Một khi đưa được đám cây kia ra, ta sẽ có cách nguyên thần xuất khiếu. Người này rít gào, lộ vẻ không cam lòng dữ dội. Thân mình hắn run rẩy kịch liệt, hai mắt nhắm chặt giờ phút này bỗng nhiên mở ra. Hai đạo hào quang còn sáng hơn tia chớp gấp mấy lần từ trong hai mắt điên cuồng lóe ra. Hắn gầm nhẹ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Chỉ thấy ở chỗ xương cổ của hắn lúc này dưới da nhúc nhích. Ngay sau đó, một cái cây màu xanh tím đầy răng sắc nhọn từ trong xương cổ sau lưng hắn chui ra. Rất nhiều răng sắc nhọn lóe ra hàn quang, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Từ đỉnh xương sống của người khổng lồ, một cái cây khổng lồ gần như to bằng nửa thân mình của người này điên cuồng chui ra, đồng thời vươn ra rất nhiều cành nhỏ. Trong nháy mắt đã lan ra bọc lấy toàn bộ cơ thể của người khổng lồ, chiếm gần như 1/3 cơ thể của người khổng lồ là những đóa hoa lớn màu tím nở rộ một cách yêu dị. Những đóa hoa này nhẹ nhàng nhúc nhích, mỗi một nhịp thở đều hấp thụ máu và sức sống trong cơ thể của người khổng lồ, mạnh mẽ sinh trưởng. Thi Âm Tông, nếu Lôi Cát ta cuộc đời này còn có ngày ra khỏi nơi đây, nhất định sẽ không để yên cho các ngươi. Người khổng lồ thống khổ rít gào, thân mình Vương Lâm xuất hiện trong Thi Âm Tông, tay phải điểm vào hư không một cái. Lập tức một hồn phách lóe ra xuất hiện phía trước người hắn. Hồn phách này trước khi hắn rời khỏi hang động chỗ người khổng lồ đã âm thầm thả ra để xem xét thực hư. Bên trong hang động kia có một sức mạnh kỳ dị, thần thức bị hạn chế rất nhiều, nhưng đối với thuộc tính âm khí của hồn phách ảnh hưởng không lớn. Tay phải Vương Lâm điểm vào hồn phách một cái. Ít lâu sau, ánh mắt hắn chớp động, cười lạnh một tiếng, thân mình khẽ đạp, biến mất khỏi Thi Âm Tông. Ở bình nguyên phía trên Thi Âm Tông, Vương Lâm vừa mới xuất hiện bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn ra xa về phía bắc. Chỉ thấy ở chân trời phía bắc, một đám khí màu lam trông như một cơn sóng giữ che trời phủ đất gào thét mà đến. Bên trong biển khí màu lam kia, một đồng tử toàn thân mặc y phục màu đỏ, chắp tay sau lưng, từng bước đi tới. Đồng tử này tướng mạo tuấn tú, mặt trắng như ngọc, thoạt nhìn cũng có chút đáng yêu, nhưng hai mắt lại lộ ra một vẻ độc ác ngập trời. Vẻ độc ác này được ẩn giấu rất sâu, cũng không phải vì Vương Lâm mà hiện ra, mà vì đây là tính cách của người này. Hắn từng bước đi tới, dường như trời đất đều chấn động, mang theo đám khí kia. Mỗi nơi hắn đi qua đều trở thành một thế giới lạnh lẽo, khắp nơi đều tràn ngập một màu lam buồn thảm. Ha ha, Vương Lâm, ngươi thấy thân thể của lão tử thế nào? Con mẹ nó, sau mấy vạn năm, rốt cuộc lão phu cũng có thân thể. Với bản lãnh của lão phu, lần này có thân thể, nhất định phải khoái hoạt một phen. Nghe nói bọn nữ tu của Phong Loan Tinh Nguyên Âm dồi dào, năm đó lão phu vẫn muốn đến. Lần này sau khi rời đi, nói gì cũng phải tới đó một chuyến. Vương Lâm, ngươi đi không? Vương Lâm chau mày, nhìn đồng tử này suy nghĩ, bình thản nói, không đi. Đồng tử này chính là Tư Đồ Nam, hắn đã đoạt xá thành công, sau đó nuốt luôn tứ tổ làm cho thời gian dung hợp thân thể nhanh hơn. Giờ phút này tuy chưa hoàn toàn trọn vẹn nhưng bản lãnh của hắn cũng đã đạt tới vấn đỉnh kỳ. Ngươi đúng là chán chết, tu tiên, tu cái giám á, ngươi biết vì sao lão phu tu tiên không? Tư Đồ Nam ánh mắt khẽ đảo, nói, ta nói cho ngươi biết, mục đích tu tiên của lão phu là muốn chiếm đoạt hết đàn bà trong thiên hạ, cướp đoạt bảo vật trong thiên hạ, giết hết những người mà lão phu thấy không vừa mắt. Đây chính là mục đích thật sự của lão phu năm đó tu tiên ở Tứ Thánh Tinh. Nếu không, tu luyện buồn tẻ như vậy ai có thể chịu được. Lão phu năm đó khi luyện tới trúc cơ kỳ, liền quyết định bỏ giờ tu luyện, trốn ra khỏi môn phái đi tới một tiểu quốc gần như không có một người tu chân nào. Ở nơi đó có một tên thập thân vương đáng ghét, mỗi ngày hắn đều có nữ nhân hầu hạ, thật là thoải mái. Thấy không vừa mắt, lão phu liền dùng pháp thuật lập tức tiêu diệt. 10 năm, lão phu đã ở nơi đó hưởng thụ 10 năm. Tư Đồ Nam ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng. Vẻ mặt này cho thấy những ngày đó đối với hắn rất đáng nhớ. Vương Lâm thân mình khẽ động, hướng về phía trước bay đi, trong miệng bình thản nói, nếu đã thoải mái như vậy, sao không ở nơi đó hưởng thụ cả đời. Tư Đồ Nam trên mặt lộ vẻ tức giận, nói, ngươi cho rằng lão phu không muốn thế hả? Nếu không có cái tên kết đan tu sĩ đáng chết đến tìm ta gây phiền toái,
thì cả đời này lão phu đã ở chỗ đó hưởng thụ rồi. Tên kết đan tu sĩ kia bản lãnh cao hơn ta, lão phu trải qua trăm nghìn cái đáng chạy chối chết mới thoát được, sau đó cắn răng tiếp tục tu luyện. Lần này lão phu chịu được vài chục năm, luyện tới kết đan kỳ, rồi lại cắn răng luyện tới kết đan hậu kỳ, đến lúc này mới xuất quan lần nữa. Vương Lâm không thể không cười, nhìn Tư Đồ Nam, cười nói, sau đó ngươi đi báo thù 10 năm, cái tên kết đan tu sĩ kia đã sớm bị người ta giết chết. Sau khi ta xuất quan, tìm đến một tu chân quốc cấp 2, ở nơi đó lại tiếp tục ngày này qua ngày khác được trúc cơ nữ tu hầu hạ, cuộc sống như vậy sung sướng khỏi phải nói. Lại còn có phàm nhân trong hoàng cung, lão tử cũng giống như hoàng đế, được hắn phong cho làm Tịnh Kiên Vương gì đó. Tên tiểu tử hoàng đế kia tính tình rất hợp với lão tử, có cái gì tốt cũng đều đưa cho lão phu thưởng thức. Cuộc sống đó bây giờ nhớ lại ta vẫn vô cùng lưu luyến. Vương Lâm sờ sờ cằm, cười nói, có phải sau đó lại gặp Nguyên Anh tu sĩ? Tư Đồ Nam ánh mắt ngơ ngác, nói, đúng vậy, không đến 3 năm sau, có một gã Nguyên Anh tu sĩ đuôi mù để ý đến trúc cơ nữ tu là lô đỉnh của lão phu. Lão phu đánh không lại hắn, chỉ còn cách bỏ chạy, làm con mẹ nó lão phu lại phải bế quan tu luyện. Lần này lão phu luyện một mạch đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ mới xuất quan. Sau đó, lão tử ở một tu chân quốc cấp 3 tiếp tục làm tố thân vương, tận hưởng đàn bà trong thiên hạ. Lúc ấy không biết có bao nhiêu đạo hữu đã phải ghen tị. Vương Lâm cười to, nói, sau đó, chắc ngươi lại gặp phải hóa thần tu sĩ. Tư Đồ Nam than thở, nói, đúng là xui xẻo, không đến 10 năm sau, lão tử giết một người, chọc tức một hóa thần tu sĩ, suýt nữa phải bỏ mình. Sau đó ta được đệ nhất Chu Tức Tử cứu. Khi đó hắn chưa phải là Chu Tức Tử, chỉ là Diều Vô Ưu, nhưng bản lãnh của hắn khi đó cũng không cao, cũng không thể cứu ta cả đời. Sau đó ta rơi vào đường cùng, đành bỏ lại hết đám đàn bà chạy chối chết. Giờ phút này, lão phu học thông minh, bế quan tu luyện, cảm ngộ nhân sinh, rốt cuộc đã đột phá được Nguyên Anh, đạt tới hóa thần, rồi tiếp tục tu luyện đạt tới hóa thần hậu kỳ. Lúc này lão phu mới lại xuất quan. Vương Lâm nghe Tư Đồ Nam kể chuyện, cũng thấy có chút thú vị, liền hỏi, tiếp theo thế nào? Tiếp theo đương nhiên là báo thù. Lão phu tới tận cửa xử lý tên hóa thần tu sĩ kia, sau đó lại đi tìm một tu chân quốc tiếp tục hưởng thụ. Đáng tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang, Diệp Vô Ưu đến tìm ta, nói muốn cùng với ta đi tiên giới. Sau đó ta đi tiên giới, kiếm được một lượng lớn tiên ngọc, bế quan tu luyện đạt tới anh biến kỳ. Vốn định đi tới một tu chân quốc tiếp tục làm thân vương, dù sao với bản lãnh của lão phu khi đó không có nhiều người có thể kiếm chuyện. Dù sao lão tử cũng không muốn tu luyện, vô cùng buồn tẻ, chỉ muốn nửa đời sau được ngày ngày hưởng lạc. Nhưng lão thất phu Diệp Vô Ưu kia nói với ta là muốn chơi đùa, đi khỏi tứ thánh tinh, tự mình sẽ lập ra một tu chân quốc cấp 6. Lúc đó lão tử cũng muốn biết chơi đùa như thế nào, nhất thời hoa mắt, đồng ý với đề nghị lão tặc này. Con mẹ nó, vì cái lý tưởng này mà lão phu ngày đêm tu luyện, cùng hắn hối hả ngược xuôi, cuối cùng hắn trở thành người đứng đầu tất cả các tông phái ở Trung Tước Quốc. Bọn ta hai người cùng nhau phấn đấu, cuối cùng thật sự đã làm cho một tu chân quốc cấp 4 phát triển từng bước trở thành cấp 6. Lão tử cùng với hắn lần lượt đạt tới vấn đỉnh, được tu chân liên minh ban cho thứ phế vật tu tinh chi tinh. Lão tử lúc ấy tràn đầy nhiệt huyết, muốn ở lại trên Chu Tước Tinh chơi đùa một chút. Đáng tiếc, không ngờ lại xuất hiện tiên di tộc. Tiên di tộc này dám lấy đi lạc thú của lão tử, làm sao có thể tha cho bọn chúng. Một trận đại chiến nổ ra, tối tăm trời đất. Tiên di tộc có mấy người đàn bà không tồi, khi ấy đã bị lão tử cướp về chơi đùa. Sau đó Diệp Vô Ưu hy sinh bản thân cùng với một vài lão bằng hữu phong ấn tiên di tộc. Lão tử lúc ấy nản lòng thoái chí, chuẩn bị rời khỏi Chu Tước Tinh, tìm một tu chân tinh thấp kém nào đó tiếp tục làm thân vương. Đáng tiếc, lão tặc Diệp Vô Ưu sắp chết cũng không tha cho ta, bắt ta phải làm đệ nhị Chu Tước Tử. Những chuyện tiếp theo ngươi cũng biết rồi, lão tử bị người ta phá nát thân thể, trốn trong Thiên Nghịch Châu, mãi cho đến khi gặp ngươi, lúc này đây lão tử mới lại có được thân thể. Trước tiên lão tử sẽ đi báo thù xong nhất định phải đến Phong Loan Tinh chơi đùa một phen, sau đó tìm một tu chân quốc tiếp tục làm thân vương. Mục đích tu tiên của ta và ngươi cũng không khác nhau lắm, nhân sinh vẫn là cần hưởng thụ. Trong mắt Tư Đồ Nam lộ ra một vẻ cảm khái như hiểu rõ nhân sinh đều giống nhau. Ta không giống như ngươi, Vương Lâm bình thản nói, ánh mắt bình tĩnh. Sau khi nghe Tư Đồ Nam nói về nhân sinh xong, Vương Lâm biết mình chắc chắn không thể làm được như hắn, thoải mái hưởng thụ nhân gian. Không biết từ khi nào trong lòng Vương Lâm bắt đầu theo đuổi bản chất của việc tu luyện, hắn muốn biết điểm tận cùng của việc tu luyện là ở chỗ nào. Hắn với Tư Đồ Nam hoàn toàn khác nhau. Niềm kiêu hãnh của hắn đó là từng bước đi tới đỉnh điểm của việc tu tiên, đứng đầu thiên hạ, hiểu rõ được thiên đạo chân tình. Tư Đồ Nam chăm chú nhìn Vương Lâm, lần đầu tiên hắn phát hiện ra đứa nhỏ mà mình nhìn nó lớn lên đột nhiên có một chút xa lạ, nhưng bên trong vẻ xa lạ này còn có một chút mơ hồ quen thuộc. Nói là xa lạ bởi vì vẻ mặt này hắn chưa bao giờ thấy qua ở Vương Lâm, đây là một vẻ kiêu ngạo mà hắn rất chán ghét. Vẻ mặt này ngoại trừ Vương Lâm hắn còn thấy qua ở một người khác, người đó làm cho hắn vừa kính vừa giận, đó là đệ nhất Chu Tức Tử Diệp Vô Ưu.
Theo lý mà nói thì Diệp Vô Ưu đối với Tư Đồ Nam giống như là đại ca, có mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Tư Đồ Nam tuy rằng kiệt ngạo nhưng lại trọng ân tình, Diệp Vô Ưu đối với hắn có ân rất nhiều, có một số việc hắn không thể nói thành lời mà chỉ ghi tạc trong lòng. Vì vậy, với tính tình của hắn, rõ ràng là muốn rời khỏi Chu Tước Tinh, nhưng chỉ vì một câu của Diệp Vô Ưu, hắn tình nguyện bỏ qua lý tưởng, trở thành đệ nhị Chu Tước Tử. Làm Chu Tước Tử đối với hắn cùng lắm chỉ là giúp Diệp Vô Ưu bảo vệ Chu Tước Tinh. Từ lần đầu tiên hắn gặp Diệp Vô Ưu, trên mặt Diệp Vô Ưu đã có dáng vẻ này, mãi cho tới lúc Diệp Vô Ưu chết, hắn vẫn trước sau đều rất kiêu ngạo, từ một đệ tử bậc thấp của một tu chân quốc cấp 4, từng bước hướng tới đỉnh, trở thành người đứng đầu một tông phái, sau đó lại vươn lên nắm giữ tất các tông phái trong nước, trở thành người đứng đầu một quốc gia. Tiếp đó với nghị lực rất lớn, làm cho một tu chân quốc cấp 4 tăng lên thành cấp 5, rồi lại cố gắng hơn nữa nâng cao lên tới cấp 6, đạt tới được tu chân quốc cấp 6, được ban cho Chu Tước Tinh. Tất cả những điều này đều là nhờ vào Diệp Vô Ưu. Nếu không có hắn, lúc này Chu Tước Tinh vẫn chỉ là một tu chân quốc cấp 4 bình thường ở Tứ Thánh Tinh mà thôi, thậm chí còn có thể đã bị diệt vong. Lúc này, Tư Đồ Nam thấy ở Vương Lâm cũng có biểu hiện giống như vậy, trong lòng hắn cực kỳ phức tạp, thầm than một tiếng, nói, quên đi, nói những chuyện này hãy còn quá sớm. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất là đưa người vào Chu Tước Tinh rút mệnh hồn ra khỏi Tu Tinh Chi Tinh. Vương Lâm, bên trong Chu Tước Tinh được một sức mạnh kỳ dị của Tu Tinh Chi Tinh bao phủ, ngoại trừ Chu Tước Tử, vấn đỉnh tu sĩ không thể tiến vào, chỉ có anh biến tu sĩ mới có thể vào, vì vậy lúc này đây ta không thể trợ giúp ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, cho dù ngươi lấy mệnh hồn thất bại, lão phu cũng có cách lấy lại mệnh hồn cho ngươi, chẳng qua là hơi phiền toái một chút nên nếu ngươi có thể tự mình lấy được là tốt nhất. Tư Đồ Nam nói, Vương Lâm gật đầu, nhìn về hướng Chu Tước Tinh, bình thản nói, việc ở Chu Tước Tinh nên kết thúc, sau lấy được mệnh hồn, ta sẽ rời khỏi Chu Tước Tinh. Tư Đồ Nam, tinh không rất lớn, hy vọng ngươi và ta sau này còn có ngày gặp lại. Nói xong, Vương Lâm hóa thành cầu vồng, hướng về phía xa bay đi. Tư Đồ Nam cười ha hả, thân mình khẽ động đuổi theo Vương Lâm cùng bay về hắn, trong miệng cười nói, bây giờ nói chuyện đó hãy còn quá sớm, đợi sau này đến lúc từ biệt nói cũng không muộn. Tuy nhiên ta tin rằng nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì ta và ngươi sẽ gặp lại nhau, ta sẽ đến Phong Loan Tinh hưởng thụ cái chức thân vương. Tư Đồ Nam, trên vấn đỉnh là cảnh giới gì? Trong lúc đang bay, Vương Lâm đột nhiên hỏi. Trên vấn đỉnh, Tư Đồ Nam trong lúc bay thân mình dừng lại một chút, nhìn về phía Vương Lâm, cảnh giới phía trên vấn đỉnh, tu sĩ bình thường sẽ không biết được, cái này không giống như mấy loại nguyên anh, hóa thần mà tất cả tu sĩ đều biết, bởi vì tu sĩ đạt tới cảnh giới trên vấn đỉnh thật sự không nhiều lắm. Tư Đồ Nam trầm giọng nói, vấn đỉnh là một đỉnh, đồng thời cũng là một ngưỡng, tuyệt đại bộ phận tu sĩ có đại thần thông đều dừng lại ở ngưỡng này, không thể tiến lên cho đến khi hết tuổi thọ mà chết, chỉ khi nào đột phá được ngưỡng này, tiến sang được cảnh giới tiếp theo, tuổi thọ sẽ kéo dài gấp vô số lần, tuy không có thể thọ ngang trời đất nhưng cũng gia tăng lên rất nhiều. Lão phu năm đó trước khi nhập vào Thiên Nghịch Châu đã có một chút lĩnh ngộ, sau này nhờ có một sức mạnh kỳ lạ bên Thiên Nghịch Châu mới có thể tồn tại được mấy vạn năm. Nhưng tuổi thọ của lão phu cũng không phải là vô hạn, đến lúc này, nếu lão phu không còn có sự đột phá thì cũng không thể thoát khỏi thiên địa luân hồi. Thông thường những tu sĩ khi đạt tới vấn đỉnh kỳ, nếu muốn thoát khỏi luân hồi thật sự vô cùng khó khăn. Thiên đạo luân hồi tất cả đều căn cứ vào bản lãnh tu luyện, sinh ra sức mạnh luân hồi khác nhau, vì vậy nên lúc trước ta mới nói, cơ hội để những tu sĩ bậc thấp tránh né luân hồi lớn hơn rất nhiều, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải có tu sĩ bậc cao trợ giúp. Vương Lâm gật gật đầu, hắn nghĩ tới năm đó giúp Lý Mộc Uyển đối phó với luân hồi sứ giả, sau vấn đỉnh là toái niết tam cảnh. Tư Đồ Nam hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, toái niết tam cảnh. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, không sai, toái niết tam cảnh, đây là điều mà đệ nhất Chu Tước Tử Diệp Vô Ưu sau khi từ tu chân liên minh trở về biết được đã nói với ta, nếu không điều này chỉ sau khi lão tử trở thành Chu Tước Tử mới có thể biết được. Tư Đồ Nam than nhẹ, lộ ra một vẻ phiền muộn và hồi tưởng, toái niết tam cảnh, nhất cảnh khuy niết, nhị cảnh tịnh niết, tam cảnh toái niết, tam cảnh này chính là cảnh giới tối cao sau vấn đỉnh. Tư Đồ Nam trầm giọng nói. Vương Lâm hít sâu, nhíu mày nói, sau toái niết tam cảnh là gì, có thể đạt tới đỉnh điểm không? Tư Đồ Nam lắc đầu nói, đâu có dễ dàng như vậy, toái niết tam cảnh này chỉ là cái đích thứ hai của quá trình tu tiên mà thôi. Tuy nhiên đại viên mãn toái niết tu sĩ trong tu chân liên minh cũng có thể là cao thủ một thời, cực ít người dám động tới. Nghe đồn một vài lão quái trong tu chân liên minh cũng chưa ai thực sự đột phá được toái niết tam cảnh. Vương Lâm trầm ngầm ít lâu, nhìn về phía Tư Đồ Nam nói, hiện giờ ngươi đã đạt tới khuy niết chưa? Tư Đồ Nam cười khổ lắc đầu nói, đâu có dễ vậy, từ vấn đỉnh lên khuy niết có hai cửa ải, phân làm âm dương nhị ý. Âm dương nhị ý này chính là biến hóa của ý cảnh, cũng không khác nhau như hư và thực, mà là một loại nhận thức rất cao. Điểm này mỗi người đều không giống nhau, ta cũng không có cách nào nói được tỉ mỉ, chỉ biết là phải trải qua gột rửa âm dương nhị ý mới có thể đạt tới bản lãnh khuy niết sơ kỳ.
Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, nói, bản lãnh của Chu Tức Tử là gì? Hắn đã đạt tới âm dương nhị khí trước Quy Nhất chưa? Tư Đồ Nam nghiêm nghị trên mặt hiện lên một vẻ khinh thường, nói, hắn à, vấn đỉnh hậu kỳ, sợ là không có tư cách cảm thụ âm dương, lại càng không thể đạt tới Quy Nhất. Tuy nhiên hắn cũng là loại vấn đỉnh tu sĩ đặc biệt, đối với tu sĩ cảm ngộ được âm dương nhị ý thì hắn địch không lại, nhưng những tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ bình thường thì đấu không lại hắn. Vương Lâm ánh mắt chớp động, nói, danh hiệu Chu Tức Tử là do Tu Chân Liên Minh phong cho. Tư Đồ Nam trong mắt hơi lộ một chút tán thưởng, gật đầu nói, đúng vậy, hắn là vấn đỉnh tu sĩ được phong danh hiệu. Trong đám vấn đỉnh tu sĩ thì loại tu sĩ này đứng ở trên đỉnh, bởi vì bọn họ nắm giữ thần thông đặc biệt do Tu Chân Liên Minh ban cho. Diệp Vô Ưu năm đó sau khi từ Tu Chân Liên Minh trở về có nắm giữ một thần thông thuật, đó là một ấn quyết tên gọi là Chu Tức Ấn, uy lực kinh người, nếu sử dụng sẽ làm tiêu hao tuổi thọ, không thể sử dụng liên tục. Vì vậy, nếu không phải là tu sĩ đã cảm ngộ được âm dương nhị ý thì trong đám vấn đỉnh tu sĩ ít người có thể là đối thủ. Tuy nhiên thần thông thuật do Tu Chân Liên Minh ban cho cũng giống như tiên bảo, cũng được phân chia cấp bậc. Chu Tước Ấn là một thần thông bậc thấp, nhưng chỉ cần như vậy cũng có thể khiến cho thực lực của tu sĩ được phong danh hiệu Chu Tước Tử tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc Chu Tước Ấn này chỉ sau khi kế thừa tu tinh chi tâm mới có thể thi triển, nếu người có thể học được thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Tức Quyết mà các đời Chu Tức Tử tu luyện chính là từ Chu Tức Ấn của đệ nhất Chu Tức Tử mà ra. Tu luyện pháp quyết này chẳng những làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, mà nhất là sau khi nắm giữ được tu tinh chi tâm, lại có thể tăng cường được sự hợp nhất với tu tinh chi tâm đó, đạt tới thực lực thật sự của vấn đỉnh tu sĩ được phong hiệu. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, ánh mắt chợt lóe, hỏi, ngươi vừa nói tiên bảo cũng chưa cấp bậc. Đương nhiên, tiên bảo là một bảo vật chiến đấu điển hình, chúng được chia làm ba cấp thấp, cao, trung. Tư Đồ Nam ánh mắt ngưng một chút, nói, nghe đồn trên tiên bảo còn có một loại bảo vật này chỉ có toái niết tu sĩ mới có, hùng mạnh vô cùng, ta nghĩ thiên nghịch châu chính là loại bảo vật này. Vương Lâm xoa xoa giữa lông mày, trầm mặc một chút, vỗ túi trữ vật, cầm tiên kiếm trong tay nhìn Tư Đồ Nam nói, ngươi xem chuôi thanh tiên kiếm này có phải loại bảo vật đó không? Nhìn đến tiên kiếm, Tư Đồ Nam bỗng hai mắt sáng ngời, tay phải hất một cái, tiên kiếm này bay vào tay hắn, hắn cầm thanh kiếm này, tay trái vuốt một cái, nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm nhận. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh, hắn đối với Tư Đồ Nam cực kỳ tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không đưa tiên kiếm ra cho đối phương xem xét. Một lúc sau, Tư Đồ Nam mở hai mắt, trong mắt lóe sáng mãnh liệt, hắn cầm tiên kiếm, lưu động tiên lực trong cơ thể, kiếm trong tay hắn lập tức phát ra một đạo kiếm quang ngập trời, so với khi ở trong tay Vương Lâm hùng mạnh hơn gấp vô số lần. Kiếm tốt, Tư Đồ Nam hạ giọng nói, tay phải tùy hướng vung về phía trước, ầm ầm ầm. Liên tiếp những tiếng nổ long trời lở đất bỗng nhiên theo không gian truyền tới. Ngay sau đó, một cái khe nhìn không thấy giới hạn giống như một vết thương khủng khiếp xé ngang bầu trời xuất hiện. Một cơn gió lạnh điên cuồng từ trong cái khe thổi ra, trong nháy mắt gần như toàn bộ mặt đất trở thành biển băng. Kiếm tốt, Tư Đồ Nam vút kiếm, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, trầm giọng nói, kiếm này ngươi lấy được ở đâu? Đây vốn là vật của tiên giới. Ánh mắt Vương Lâm trước sau đều rất bình tĩnh, đây là một tiên bảo bậc trung, đáng tiếc kiếm hồn trong này không thể hoàn toàn dung hợp, uy lực bị giới hạn. Ngoài ra kiếm này có chút vấn đề, khi ta cầm nó vung lên thấy có một cảm giác không trọn vẹn, kiếm này hẳn là có bốn thanh, sau khi bốn thanh hợp nhất sẽ trở thành một tiên bảo bậc cao vô cùng hiếm thấy. Đáng tiếc, tiên bảo khi đạt tới bậc trung sẽ có hồn, hồn này không giống như hồn phách của tu sĩ chúng ta mà là một phương thức sử dụng độc đáo, nếu không sử dụng theo phương thức này thì sẽ không thể phát huy toàn bộ uy lực. Kiếm tốt, Tư Đồ Nam gần như yêu thích không buông tay, tiên bảo bậc trung. Vương Lâm nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng vật này là tiên bảo bậc cao. Tư Đồ Nam trừng mắt, bất mãn hỏi, thế là sao, tiên bảo bậc trung trướng mắt lắm hả? Ta cho ngươi biết, tiên bảo bậc trung số lượng không nhiều, cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói có ai có thể chế tạo được tiên bảo bậc trung. Tiên bảo bậc thấp thì một số tu sĩ cũng có thể chế tạo được, nhưng tiên bảo bậc trung trở lên về cơ bản không có khả năng chế tạo ra được. Hiện giờ những tiên bảo bậc trung trở lên đều là di vật của tiên giới năm đó, tuyệt đại bộ phận tiên bảo trong tay tu sĩ đều là bậc thấp, bậc trung cực kỳ hiếm thấy. Sau này khi ngươi rời khỏi Chu Tước Tinh sẽ biết được tiên bảo bậc trung quý đến mức nào, gần như có thể gây ra một cuộc chiến tranh. Vương Lâm thần sắc khẽ động, hắn nghĩ tới hành trình tới tiên giới năm đó, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu cùng với lão quái kia chính là vì tiên kiếm này nên mới điên cuồng cướp đoạt. Những người này bản lãnh nhất định đã đạt tới vấn đỉnh, với thực lực của bọn họ khi nhìn thấy tiên kiếm mà đều phải điên cuồng như vậy, chứng tỏ có thể thấy lời nói của Tư Đồ Nam cũng có chút đạo lý. Tiên bảo bậc trung đã ít, tiên bảo bậc cao lại càng ít hơn. Lão tử tu luyện nhiều năm như vậy, cũng đã đi qua một vài tu chân tinh, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy có một tiên bảo bậc cao nào tồn tại. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất may mắn. Tư Đồ Nam hừ nhẹ, ngươi có thể tìm được kiếm hồn không? Tư Đồ Nam ngẩng đầu hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói, có manh mối, nhưng đáng tiếc không cách nào tìm được. Hả?
nói thử ta nghe xem. Tư Đồ Nam lập tức hỏi. Vương Lâm lắc đầu, nói, chuyện cũ, không nên nhắc lại. Tư Đồ Nam mỉm cười, nhìn Vương Lâm, nói, kiếm này cho ta được không? Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, nói, ngươi hỏi nghiêm túc đấy à? Tư Đồ Nam do dự một chút, thở dài, ném tiên kiếm cho Vương Lâm, nói, thôi, nếu là của người khác, lão tử sẽ trực tiếp cướp đi, còn của ngươi, cái mặt già của ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vương Lâm cười, nhận lấy tiên kiếm, nói, kiếm này không phải là của ta, nếu không cũng có thể đưa cho ngươi. Tư Đồ Nam hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu túi trữ vật của lão tử không bị mất, hiện giờ không có lấy một pháp bảo thì lão tử cũng không thèm đâu. Năm đó tiên bảo cấp thấp, lão tử cũng có hai chiếc, Chu Tước Tử có nhiều tiên bảo. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, như cười như không, nói, tiên bảo của Chu Tước Tử này đều là bậc thấp, không đáng nói. Hơn nữa, đại bộ phận các đời Chu Tước Tử đều không lo sưu tập, lão tử cũng không nỡ đến cướp. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ đáng tiếc. Tư Đồ Nam, ngươi xem vật này là tiên bảo loại nào? Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, vỗ túi trữ vật, lấy khu thú quyển ra cầm trong tay ném đi. Chiếc vòng này phịch một tiếng hóa thành một xạ thần xa, dữ tợn bay về phía trước. Hồn thú phía trên lập tức mở hai mắt, gào thét từ trong xạ thần xa biến ảo mà ra, phát ra tiếng rít gào dữ dội. Sau khi Tư Đồ Nam nhìn thấy chiếc xe này lập tức ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn lại lóe lên sáng ngời. Tiên bảo tuy chỉ là cấp thấp nhưng lại là loại pháp bảo cực mạnh gần tiếp cận đến trung giai. Tiểu tử, bảo bối trong tay người tại sao lại nhiều như vậy? Hồn thú này nếu vào tay người nào có đạo hạnh thâm sâu thì không chừng có thể làm nó đạt đến trung giai. Hai mắt Tư Đồ Nam trở nên sáng rực, lão nhìn chằm chằm vào xạ thần xa, nói, cấp thấp sao? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn có ba cái xạ thần xa, trước mặt chỉ là hồn thú nhỏ nhất, hai cái còn lại mạnh hơn rất nhiều lần, đặc biệt là cái cuối cùng lại càng mạnh đến mức kinh khủng. Loại tiên bảo được tạo ra bằng linh hồn của tiên thú này năm xưa ta đã từng được xem qua trong một số loại sách cổ, chỉ có tiên giới mới có thể làm ra được. Sau khi tiên giới vỡ tan, có một số loại pháp bảo hầu như đã tuyệt diệt. Những pháp bảo còn lại tuy chỉ là cấp thấp nhưng lại khá giống pháp bảo trung giai, phải có ấn quyết đặc thù mới có thể sử dụng được. Nếu người nào miễn cưỡng sử dụng sẽ không phát huy được uy lực chân thực của nó. Đáng tiếc, Tư Đồ Nam than thở, tận đáy lòng lão lúc này có chút bội phục Vương Lâm. Lão thầm nghĩ tiểu tử này tu vi không cao nhưng pháp bảo lại có rất nhiều. Năm xưa khi mình còn như hắn bây giờ, trong tay chẳng có một kiện pháp bảo nào. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam một lúc lâu rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản. Thần thức hắn khẽ động, sau khi lưu lại một đạo ấn ký ở bên trên rồi ném cho Tư Đồ Nam. Lão nhìn kỹ vật này đi. Tư Đồ Nam nhận lấy ngọc giản, thần thức của lão vừa đảo qua sắc mặt liền đại biến. Lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, nói, đây là ấn quyết để điều khiển tiên bảo này sao? Đúng vậy, sử dụng ấn quyết này thì có thể điều khiển xạ thần xa. Hơn nữa ta còn có thể đảm bảo ấn quyết này là do chính người chế tạo ra nó lưu lại. Vương Lâm gật đầu, hắn như cười như không nhìn về phía Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam lập tức thu hồi ngọc giản. Lão cười hì hì, nói, có phải ngươi muốn tặng xạ thần xa này cho ta không? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, tay phải hắn kết ấn điểm về phía xạ thần xa. Chiếc xe đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang rồi tạo thành một cái khu thú quyển bay về phía Vương Lâm. Liễu Mi vẫn xinh đẹp trước, nàng vẫn mặc một bộ đồ trắng toát giống chẳng khác gì tiên nữ. Vào lúc này nàng đang nhíu chặt đôi mày thanh tú rồi trầm mặc không nói câu nào. Với thực lực của Chu Tước Tinh không thể chống lại tiên di tộc, ngày hôm nay Kiền Phong và Liễu Mi hai người các ngươi phải trải qua một đợt khảo nghiệm sinh tử, sống hay chết phải dựa vào vận số của các ngươi. Bóng lưng Chu Tước có chút gì đó cô đơn, lão trầm giọng nói. Lúc này những luồng hắc vụ giống như những con sóng dữ đang gào thét lan ra ở bốn phương tám hướng trên bầu trời. Trong làn hắc vụ ở phía đông chỉ có một người trung niên mặc áo xám giống như văn sĩ. Hắn chậm rãi bước từng bước tới trước người Chu Tước khoảng trăm trượng, sau đó hắn dừng lại rồi bình thản nói, Chu Tước, tại hạ là ngũ tổ của tiên di tộc, trong làn hán vụ phía tây cũng đi ra một người như vậy. Người này tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua thì thấy vẫn còn trẻ, cả người hắn đầy những ký hiệu và ấn ký, nhưng ấn ký của người này không phải là màu đen mà có màu vàng. Nếu có Vương Lâm ở đây thì đảo mắt qua là có thể nhận ra người này là ai. Thiếu tộc trưởng tiên di tộc, xin ra mắt Chu Tước Tử, người đó cũng bình thản nói. Trong luồng hắc vụ phía nam có ba người đi ra, bọn họ cũng vượt tới trước mặt Chu Tước Tử khoảng trăm trượng. Cơ thể của hai trong ba người đó trạng thái hư ảo, họ không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Tước Tử. Người còn lại là một cô gái với đôi mắt quyến rũ và tướng mạo xinh đẹp. Nàng liếc mắt nhìn qua Chu Tước Tử, khẽ cười, tiểu nữ là tam tổ tiên di tộc, xin ra mắt Chu Tước Tử. Hai vị ở bên cạnh ta là linh hồn tổ tiên đời trước của tiên di tộc. Hình bóng Vân Tước Tử dần dần xuất hiện trong làn khói nồng đậm phía bắc. Hắn nhìn Chu Tước Tử, khẽ nói, sư huynh. Chu Tước Tử mạnh mẽ quay đầu rồi nhìn chằm chằm vào Vân Tước Tử, khẽ nói, ta phải gọi ngươi là Vân Tước Tử hay là nhị tổ? Vân Tước Tử lắc đầu, nói, chỉ là một cái tên gọi mà thôi, cứ tùy ý sư huynh. Mọi người đều đã đi ra,
Như vậy chỉ còn lại duy nhất một vị thập nhất diệp thuật chú sư. Nhất tổ, ngươi cũng nên đi ra thôi. Trong mắt Chu Tức Tử chợt lóe lên hàn quang, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một luồng ánh sáng năm màu lấp lánh rồi ngưng tụ ở phía trên. Một hư ảnh toàn thân hầu như trong suốt chậm rãi ngưng tụ lại rồi chậm chậm hạ xuống. Hư ảnh nhìn về phía Chu Tức Tử, chậm rãi nói, Chu Tức Tử, cảm giác đau đớn đó đến từ sâu trong linh hồn, không thể kháng cự lại được. Mặc dù là một số tu sĩ tu luyện linh hồn cũng chỉ có thể xoa dịu cơn đau nhưng không thể ngăn cản được. Những tu sĩ đang bỏ chạy, những người đang được chữa thương, tu chân giả đang mờ mịt không biết nên làm sao đối diện với trận chiến. Lúc này không có một người nào ngoại lệ, tất cả đều cảm thấy linh hồn đau đớn. Cảm giác đau đớn có rất nhiều loại, làm cho người ta đau khổ, giống như chỉ cần thở ra một hơi lập tức có thể làm người ta trở nên điên cuồng, nếu như chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm người ta tử vong. Trong thế giới của người bình thường, từ hoàng tộc cho đến phàm nhân, tất cả mọi người trên Chu Tức Tinh lúc này đều chấn động cơ thể. Thứ cảm giác đau đớn đó không phân biệt thân phận, không phân biệt phàm nhân hay tu sĩ, bất cứ sinh mệnh được sinh ra trong vòng mấy vạn năm nay sẽ chạy không thoát được. Ngoại trừ nhân loại, tất cả thực vật, động vật, yêu thú trên toàn bộ Chu Tức Tinh vào lúc này đều bị bóng ma tử vong ám ảnh. Tất cả mọi vật đều mang theo nỗi sợ hãi mờ mịt trong tim, giống như trời đất sắp sụp đổ. Khắp mọi nơi trên đại lục Chu Tức, đám tộc nhân tiên di tộc đang bay về phía Chu Tức Sơn lúc này cũng giống như vậy. Tuy bọn họ cảm thấy nhẹ hơn, nhưng lại có một loại cảm giác giống như bị người ta giữ chặt vận mệnh, chỉ cần bóp một cái thì có thể vỡ nát. Sự cường đại của tu tinh chi tinh vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người, dù là Chu Tức Tử cũng cảm thấy hơi lạnh của cái chết. Lúc này lão đột nhiên hiểu ra, thì ra liên minh tu chân ban thưởng tu tinh chi tinh là như thế này. Giờ khắc này, những người truy kích cũng không thể truy kích, người chạy trốn cũng không thể chạy trốn. Toàn bộ Chu Tức Tinh giống như trở nên bất động, chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề và nỗi sợ hãi thật sâu. Vân Tước Tử cũng cảm nhận được sự đau đớn, vẻ mặt lão đột nhiên khẽ biến. Mặc dù đã sớm có dự liệu nhưng lúc này tâm thần lão vẫn cảm thấy chấn động, vẻ mặt Tam Tổ lại càng biến đổi ác liệt, lão nghiến chặt răng. Tuy vẻ mặt Nhất Tổ vẫn như thường nhưng trong lòng cũng đau khổ, lão cảm thấy có chút hối hận. Tiên di tộc không nên xuất hiện trước thời hạn, đáng lý phải nghe theo lời Vân Tước Tử mà ôn hòa xử lý chuyện này để bồi dưỡng đời Chu Tước Tử tiếp theo. Âm thầm khống chế mới là phương pháp tốt nhất, nhưng lúc này tất cả đều đã muộn. Vẻ mặt Kiền Phong đứng bên cạnh Chu Tước Tử còn biến đổi lớn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Chu Tước Tử, trong đó lộ ra vẻ phẫn nộ, còn Liễu Mi lại trở nên tàn tạ. Nàng nhìn về phía hư không rồi cau mày không nói một chữ nào. Sự điên cuồng trong mắt Chu Tước Tử từ từ biến mất rồi hoàn toàn trấn tĩnh, nhưng sự trấn tĩnh đó lại lập tức biến mất. Lão hít vào một hơi thật sâu, cười ha hả nói, tu tinh chi tâm vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nó vẫn đang từ từ tan vỡ, khi nó hoàn toàn vỡ nát thì sẽ là thời khắc tu chân chi tinh sụp đổ. Vân Tước Tử, cuộc chơi bắt đầu rồi, để xem tiên di tộc của ngươi có giành được tu tinh chi tinh trước khi mọi thứ sụp đổ không. Nếu các ngươi có thể giành được, ta tin ngươi sẽ có phương pháp dùng tu tinh chi tinh để ngăn cản quá trình sụp đổ. Đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi Chu Tức Tinh, nhưng nếu ngươi không giành được, hoặc giành được nhưng không có phương pháp ngăn chặn, thì phải cùng chết với lão phu thôi. Lão nói xong thì tay phải vỗ về phía sau, toàn bộ Chu Tức Tinh lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm, những âm thanh rung chuyển trời đất, bão cát nổi lên khắp bốn phía, mặt đất bắt đầu lung lay. Ngay sau đó, giữa những tiếng chấn động vang trời, Chu Tước Sơn đột nhiên chia ra làm hai. Một con đường đen kịt đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Chu Tước Mộ đã được lão phu mở ra. Vân Tước Tử, cuộc chơi bây giờ được bắt đầu. Quy củ trong Chu Tước Mộ người cũng biết, vấn đỉnh trở xuống thì tùy ý, nhưng tu sĩ vấn đỉnh lại không thể đi vào. Sự điên cuồng trong mắt Chu Tước Tử lại trở nên nồng đậm. Nhất Tổ nhìn chăm chăm vào tu tinh chi tâm đang từ từ tan vỡ, ánh mắt lão chợt lóe lên, đang muốn xuất thủ thì Vân Tước Tử lại lắc đầu rồi khẽ nói, vô dụng. Tu tinh chi tinh và Chu Tức Tử vốn đã dung hợp thành một thể, dù lão không lấy ra thì cũng có thể làm nó tan vỡ. Sở dĩ lão làm như vậy là muốn gây áp lực lên người chúng ta, để chúng ta tận mắt nhìn thấy cái chết đang đến trước mắt. Nếu ngươi xuất thủ thì mặc dù có thể giành được nhưng không thể ngăn cản. Ta có thể khẳng định, với sự điên cuồng của hắn bây giờ nhất định sẽ lập tức dẫn nổ tu tinh chi tinh. Nếu là 3 tháng trước, sợ rằng hắn sẽ không cho chúng ta tư cách để tham dự trò chơi này mà sẽ trực tiếp dẫn nổ tu tinh chi tinh. Bây giờ hắn đã cân nhắc cho chúng ta một cơ hội đã cực kỳ khó khăn. Ôi, nếu như năm xưa các ngươi nghe lời ta thì bây giờ sẽ không tiến thối lưỡng nan thế này. Khi Chu Tước Sơn phân ra làm hai, Chu Tước Mộ mở ra thì Kiền Phong là người đầu tiên hóa thành một đạo cầu vồng rồi lập tức nhảy vào trong Chu Tước Mộ. Liễu Mi trầm ngâm một lúc rồi than nhẹ một tiếng, nàng là người thứ hai tiến vào trong ngôi mộ. Ánh mắt Vân Tước Tử chớp động rồi nhìn khắp bốn phía. Thiếu tộc trưởng tiên di tộc trầm mặc, hắn đi lên một bước rồi tiến vào trong Chu Tước Mộ. Lúc này tộc nhân tiên di tộc trong đám hắc vụ đang cuồn cuộn trên bầu trời đã xuất hiện rất nhiều, từ trong đó bay ra mấy người, rõ ràng họ đã thông qua phương pháp đặc thù để nắm được chuyện này. Mấy người đó lập tức tiến vào trong Chu Tước Mộ, trong đó có cả lão già lưng còng năm xưa tiến vào khe nứt không gian truy sát Vương Lâm. Chỉ trong vòng 3 ngày,
tin tức Chu Tước Mộ mở ra đã truyền khắp Chu Tước Tinh. Lúc này những chuyện có liên quan đến Tu Tinh Chi Tinh cũng được truyền ra bên ngoài với tốc độ nhanh chóng. Đi vào trong Chu Tước Mộ thu hồi mệnh hồn của mình lúc này đã trở thành chuyện quan trọng hàng đầu trong lòng tu sĩ. Những tu sĩ phân tán khắp nơi trên Chu Tước Tinh đều dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới Chu Tước Quốc. Họ muốn đi vào trong Chu Tước Mộ, nhưng Chu Tước Mộ đã chịu sự ảnh hưởng hạn chế của Tu Tinh Chi Tinh. Nếu số người ở bên trong vượt quá một số lượng nhất định sẽ không thể tiến vào được nữa. Mặc dù số người muốn tiến vào rất nhiều nhưng thật sự đi vào lại có rất ít. Chu Vũ Thái cũng là một trong những người đi vào lượt đầu tiên. Đi cùng hắn là Tử Tâm, cô gái luôn đeo mạng che mặt. Ngày thứ tư, Vương Lâm và Tư Đồ Nam đi đến Chu Tước Sơn. Hình bóng của Chu Tước Tử đã biến mất trên Chu Tước Sơn, chỉ để lại giữa không trung một khối Tu Tinh Chi Tâm càng ngày càng có nhiều vết nứt. Đám người Vân Tước Tử cũng đã biến mất không thấy bóng dáng, cũng không biết họ đã đến nơi nào rồi. Rất nhiều tu sĩ và tộc nhân tiên di tộc bao quanh khắp bốn phía Chu Tước Sơn. Ánh mắt bọn họ chốc chốc lại nhìn về phía con đường đen kịt trên Chu Tước Sơn. Vào lúc này bọn họ cũng không còn hứng thú để đánh nhau nữa. Vương Lâm nhìn lên con đường trên Chu Tước Sơn rồi chậm rãi đi đến. Tất cả tu sĩ trên Chu Tước Tinh đều tập hợp ở Chu Tước Quốc, mục đích của bọn họ đều giống nhau, tiến vào Chu Tước Mộ để thu hồi mệnh hồn. Hạn chế của Chu Tước Mộ tạo thành một bức tường ngăn một số lượng lớn tu sĩ cao giai ở bên ngoài. Những người này đều là hóa thần kỳ, nhưng cũng có một vài người anh biến kỳ. Tuy chỉ có 16 người anh biến nhưng mỗi người lại chiếm lấy một vùng đất trống khác nhau, rồi lấp kín lối vào Chu Tước Mộ. Những người này khi biết được tin tức Chu Tước Mộ mở ra thì dựa vào khoảng cách ngắn nên chỉ mất mấy ngày đã chạy tới, nhưng bọn họ vẫn bị mất đi tư cách tiến vào trong Chu Tước Mộ. Số người tiến vào Chu Tước Mộ trước bọn họ đã đạt đến con số cao nhất. Lúc này chỉ còn một phương pháp duy nhất để đi vào là đợi bên trong có một người chết. Chết một người thì được tiến vào một người. Trong 16 người tu sĩ anh biến, có một người anh biến hậu kỳ và 3 người anh biến trung kỳ. 10 người còn lại đều là anh biến sơ kỳ. 16 người này phân tán ra khắp các lối vào, ánh mắt họ chốc chốc lại quét về phía con đường. Nếu có thanh quang lấp lánh và xuất hiện sóng gợn thì bên trong mộ chắc chắn đã có người bỏ mạng. Vì có 16 người này tiến vào giữ cửa nên tất cả tu sĩ ở khắp bốn phía cũng không dám tiến lên. Bọn họ đang đợi khi 16 người này đi vào trong mộ thì sẽ đến lượt mình tiến lên cấp đoạt tư cách đi vào Chu Tước Mộ. Dù sao thì đi vào chỗ này cũng có cơ hội lấy được mệnh hồn của mình. Vì cơ hội nắm giữ sinh mạng mà bất kỳ người nào trên Chu Tước Tinh cũng phải nỗ lực. Người nào tu vi càng cao lại càng bắt buộc phải như vậy. Vương Lâm từ phương xa bay tới. Cả người hắn mặc đồ trắng nên nhìn thấy rất rõ ràng. Đặc biệt là mái tóc của hắn đang tung bay theo gió càng lộ vẻ phiêu giật. Trên đường đi Tư Đồ Nam đã đem tất cả những hiểu biết của lão về Chu Tước Mộ nói cho Vương Lâm biết. Đối với chuyến đi này trong lòng Vương Lâm cũng không cảm thấy chắc chắn lắm. Chu Tước Mộ so với những gì trước đây hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Nếu sử dụng khối ngọc giản Tư Đồ Nam đưa cho ta thì có thể rời khỏi Chu Tước Mộ. Nhưng nếu như không giành được Tu Tinh Chi Tinh thì không thể rút mệnh hồn ra được. Tuy Tư Đồ Nam còn có biện pháp khác có thể làm cho tính mệnh của mình được đảm bảo, nhưng chưa nói đến nó quá phiền phức hơn nữa linh hồn lại trở nên tàn khuyết, sẽ có chút ảnh hưởng đến quá trình tu luyện sau này. Vương Lâm từ từ đến gần. Đám tu sĩ ở bên ngoài Chu Tước Sơn hoặc tụng năm tụng ba khẽ thảo luận, hoặc một mình ngồi xuống ngậm chặt miệng không nói câu nào, hoặc ánh mắt lấp lánh đăm chiêu suy nghĩ những việc khác. Khi Vương Lâm đi đến, có một số tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt họ lóe lên rồi lập tức cúi đầu tránh ra tạo thành một con đường. Tu sĩ ở bốn phía rất nhiều nhưng khi nhìn thấy Vương Lâm đều biến sắc rồi lui về phía sau. Vương Lâm đi xuyên qua một đám tu sĩ rồi phóng thẳng về phía Chu Tước Sơn. Đúng lúc này, một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên từ phương xa truyền đến. Dừng lại, âm thanh kia vừa truyền đến, đoàn người lập tức tản ra. Chỉ thấy cách Chu Tước Sơn trăm trượng có năm tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Trong phạm vi 10 trượng quanh người bọn họ không có bất kỳ tu sĩ nào dám tiến lên nửa bước. Năm người ở đây có 3 nam 3 nữ, thoạt nhìn thì thấy tuổi tác không lớn. Trong nhóm người có một thiếu phụ, một thanh niên, cũng có một lão già. Năm người đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn. Đặc biệt là lão già trên cơ thể đã ẩn hàm một tia tiên lực, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới tôi luyện thân thể để đột phá lên anh biến. Nhưng vì không có nhiều tiên ngọc nên lão chỉ tôi luyện được một bộ phận nhỏ thân thể mà không thể hoàn toàn tôi luyện triệt để. Nhưng chỉ cần như vậy, thực lực của lão già này đã mạnh hơn rất nhiều những tu sĩ hóa thần bình thường. Người lên tiếng lúc nãy là một thanh niên đang ngồi bên cạnh lão già. Người này có tướng mạo đường hoàng, vẻ mặt anh tuấn, vừa nhìn qua đã thấy vẻ quang minh chính đại. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy trong mắt người này ẩn tàng một tia sáng kỳ dị. Điểm này nếu là người ngoài thì không nhìn ra nhưng đối với Vương Lâm thì khác. Bởi vì có những giọt nước do nghịch thiên châu tạo ra mà tướng mạo hắn vẫn giống như lúc bắt đầu tu tiên, nhưng thực ra lại là một lão quái tu luyện mấy trăm năm. Vì vậy con mắt nhìn người của hắn cũng hơn hẳn người thường, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu. Hắn bình thản quét ánh mắt về phía người thanh niên, cơ thể không ngừng lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trong mắt người thanh niên lộ ra vẻ thận trọng, hắn tiến lên một bước, quát, đạo hữu, đừng phá vỡ quy củ. Chỗ này là sư tôn ta đến trước, chờ đến khi các vị tiền bối anh biến kỳ tiến vào sẽ đến lượt chúng ta. Nếu ngươi đã đến sau thì phải ra phía sau chờ.
Ánh mắt Vương Lâm rơi trên người lão già đang tích lũy tiên lực ngồi giữa đám năm người. Lão già này mặc áo bào màu đen, cả người nhìn qua giống như một bộ xương khô, đặc biệt là đôi mắt. Trong mắt lão lấp lánh một tia u quang chấn nhiếp tinh thần người khác. Lão nhìn về phía Vương Lâm nhưng ánh mắt lại lập tức trở nên ngưng trọng giống như đã hiểu ra được chuyện gì đó. Sư tôn của ta là tôn giả Man Hoang Nam Minh. Người thanh niên kia thấy vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn bèn nói ra danh hiệu. Câm miệng, ánh mắt lão già chợt lóe rồi hét lên. Trong lúc tên thanh niên kia còn đang ngẩn người ra, lão già đã đứng thẳng người lên rồi cung kính ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, nói, tại hạ là Man Hoang Nam Minh, bái kiến tiền bối, đệ tử của Nam Mỗ không hiểu chuyện, trong lời nói có gì mạo phạm thì mong tiền bối bỏ qua cho. Lão nói xong thì vội vàng lui sang một bên tránh đường. Lão già vừa nói ra lời này, bốn người ở bên cạnh lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng tất cả đều đứng lên rồi cung kính lui ra. Vương Lâm hơi gật đầu với lão già rồi đi qua bên cạnh bọn họ tiến vào trong chu vi trăm trượng trên Chu Tước Sơn. Trong nháy mắt khi hắn bước vào chỗ này, ngoại trừ một lão già hóa thần hậu kỳ duy nhất, 15 con mắt còn lại lập tức ngưng tụ trên người hắn giống như tia chớp. Sư phụ, người này có tu vi thế nào? Chẳng phải là anh biến lão quái sao? Nhưng vì sao đệ tử lại không phát hiện nửa điểm tiên lực trên người bọn họ? Người thanh niên kiêu ngạo lúc nãy ở phía sau Vương Lâm đang truyền âm với lão già bên cạnh. Tất nhiên ngươi nhìn không ra, mà ngay cả vi sư cũng chỉ phát hiện được khi vị tiền bối này đến gần. Tu vi của người này không chỉ là anh biến kỳ, mà còn là loại người tuyệt đối không thể trêu chọc. Sao anh biến hậu kỳ chính là vấn đỉnh? Chỉ có tu sĩ anh biến hậu kỳ thì tiên lực trong cơ thể mới xuyên suốt toàn thân rồi chạy theo huyết mạch, nên nhìn qua sẽ không thấy một chút khác biệt nào. Lão già kia truyền âm nói, trong nháy mắt có 15 con mắt nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt của họ chợt lóe lên rồi thu hồi lại. Hai bên trầm mặc hồi lâu không ai nói câu nào. Hành vi của bọn họ đã chính thức công nhận Vương Lâm có tư cách ngang bằng, có thể gia nhập vào trong nhóm 16 người được tiến vào Chu Tước Mộ nhanh nhất. Vương Lâm đi về phía Chu Tước Sơn ngồi xuống ở một lối vào rồi trầm mặc không nói câu nào. Trong nháy mắt khi Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, người đàn ông trung niên anh biến hậu kỳ duy nhất mở hai mắt ra, ánh mắt hắn hết sức bình tĩnh không có chút dao động nhìn về phía Vương Lâm, rồi bình thản nói, "Tằng Ngưu." Lời nói vừa dứt, 15 người tu sĩ anh biến kỳ lập tức động dung, lại đảo mắt về phía Vương Lâm. Cái tên Tằng Ngưu có danh vọng chói sáng trên Chu Tước Tinh, hầu như tất cả tu sĩ đều biết đến. Nếu như trước đó cuộc chiến của hắn và Hồng Điệp chỉ được lưu truyền trong đám tu sĩ hóa thần, những tu sĩ anh biến vẫn chưa quá mức chú ý, nhưng khi Lý Nguyên Phong chết, Cự Ma tộc lão tổ cũng toái diệt, hai chuyện đại sự này lập tức làm cho đám tu sĩ anh biến phải chú ý đến cái tên Tằng Ngưu. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường không có chút biến hóa. Hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên rồi nhẹ nhàng nói, có phải bạn bè không? Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, hắn sờ sờ đầu một con khỉ nhỏ ở bên cạnh, nói, không phải. Vương Lâm không nói thêm gì nữa mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mắt người đàn ông kia chợt lóe lên, hắn mỉm cười nói, nghị lực của Tằng đạo hữu thật lớn, với phương pháp luyện tiên phản nguyên một khi rửa sạch phàm căn thì mạnh hơn rất nhiều so với người khác lấy phương pháp cô đọng để tiến lên anh biến, rồi đợi đến khi anh biến đến giữa hậu kỳ mới tẩy đi phàm căn. Nếu ta không phải là tu sĩ anh biến, người ngoài nhìn lại sẽ cho rằng Tằng đạo hữu đã đạt đến anh biến hậu kỳ mà không phải là anh biến sơ kỳ, như thực tế tu sĩ anh biến thử nghiệm loại phương pháp này cũng không được nhiều lắm, thảo nào có thể giết chết Lý Nguyên Phong và lão tổ Cự Ma tộc. Vương Lâm nhíu mày, hắn mở hai mắt ra nhìn về phía người kia, bình thản nói, có chuyện gì sao? Người đàn ông kia lắc đầu nói, không, tại hạ đang tĩnh tu, xin đừng làm phiền. Vương Lâm nói xong thì nhắm chặt hai mắt lại, trong mắt người đàn ông kia lóe lên hàn quang, tay phải hắn khẽ dùng lực bóp lên người con khỉ nhỏ bên cạnh. Tiểu hầu kia lập tức lớn tiếng kêu gào, hai mắt nó hóa thành màu đỏ. Đúng lúc này, con đường đi vào Chu Tước Mộ lập tức lấp lánh ô quang, một con sóng thanh sắc từ bên trong chập rãi lan ra. Việc này chứng tỏ bên trong Chu Tước Mộ đã có người chết và có thể tiến vào được rồi. Người đàn ông trung niên nhướng mày, hắn nhìn sang Vương Lâm một cái rồi đứng thẳng người lên đi về phía con đường. Hai con mắt đỏ hồng của tiểu hầu ở bên cạnh hắn đã dần tiêu tán rồi hồi phục lại như thường, tuy vẫn còn phát ra ánh hồng quang nhưng lại kém hơn vừa rồi mấy lần. Vương Lâm, bây giờ ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại biết rõ ngươi, chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau, người đàn ông trung niên thầm nói trong lòng. Trong nháy mắt khi cả cơ thể hắn tiến vào trong con đường, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Lâm rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng người kia đang khuất dần trong con đường tối. Người này chắc chắn hắn đã từng gặp qua, nhưng nụ cười quỷ dị của đối phương khi quay đầu lại làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn suy nghĩ rất lâu cũng không biết được rốt cuộc đã nhìn thấy nụ cười như vậy ở đâu. Sau khi hình bóng của người đàn ông trung niên biến mất, trong 15 người chỉ còn lại ba lão quái anh biến trung kỳ. Cơ thể của ba lão già này chợt lóe lên, rồi phóng thẳng về phía thông đạo, trong nháy mắt đã biến mất. Vẻ mặt của tất cả những người còn lại khẽ động rồi vội vàng phóng theo. Rõ ràng lúc này số người chết trong Chu Tước Mộ đã rất nhiều, số người có thể đi vào cũng được tăng hẳn lên.
Cơ thể Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đuổi sát theo phía sau mọi người rồi phóng thẳng về phía trước. Thanh quang dao động, tất cả hình bóng những người nhảy vào lập tức biến mất. Thanh quang lại lóe lên, một người tu sĩ anh biến sơ kỳ trong đám người đột nhiên bắn thẳng ra. Hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi xoay người quay trở lại lối vào. Hắn khoanh chân ngồi xuống mà nắm chặt lấy nắm đấm. Đi qua cánh cửa trên Chu Tước Sơn sẽ đến Chu Tước Mộ, bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Chu Tước Mộ rất rộng, tất cả đều được bao phủ trong một sức mạnh kỳ dị của tu tinh chi tinh. Ngoại trừ cánh cửa đi vào trên Chu Tước Sơn thì không còn phương pháp nào khác để phá bỏ được lực lượng kỳ dị này. Chu Tước Mộ trải qua các thế hệ Chu Tước Tử, ngoại trừ sự uy nghiêm ra thì chỉ còn lại những điều thần bí. Chỗ này sau khi được thế hệ Chu Tước Tử đầu tiên bố trí thì chưa rộng lớn như bây giờ. Nhưng thời gian dần trôi qua, có thể nói là theo sự gia tăng của mệnh hồn, nơi đây xuất hiện những sinh vật có sinh mệnh, rồi dần ra chúng phát triển ngày càng nhiều. Chu Tước Mộ tồn tại bên trong Chu Tước Tinh, dần dần nó rộng hẳn ra rồi tạo thành núi non sông ngòi, tạo thành trời đất, dù ai đến chỗ này cũng phải giật mình kinh hãi. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở một nơi nào đó trong Chu Tước Mộ, chỗ hắn đứng là một mảnh đất khô cằn, từng luồng khói đen từ trên mặt đất bay thẳng lên bầu trời. Bầu trời trên đầu không có màu xanh thẳm nhưng lâu lâu lại có những tia chớp xẹt qua, thi thoảng những chùm sáng bảy màu chốc chốc lại xuất hiện, một cái khe giống như một con dao long thường xuyên lóe lên mà xé toạc cả bầu trời. Những dao động của loại pháp thuật cường đại nào đó đang chiếu rọi khắp trời đất, làm cho bầu trời lúc sáng lúc tối. Vương Lâm xuất hiện trên mảnh đất khô cằn, trong nháy mắt khi hiện thân, thần thức của hắn đảo qua chu vi mấy vạn dặm thì cũng chỉ thấy những mảnh đất khô cằn mà thôi. Từng luồng khói đen nhẹ nhàng bay từ dưới mặt đất lên, trong khoảnh khắc, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, rồi hắn đưa mắt nhìn về phương xa. Tư Đồ Nam từng nói phạm vi của Chu Tước Mộ cũng không lớn và được chia ra làm hai phần trong ngoài. Ở vị trí trung tâm bên trong là mộ của các thế hệ Chu Tước Tử, tu tinh chi tinh cũng ở chỗ đó. Bên ngoài tuy không lớn như bên trong nhưng chỉ cần đảo thần thức qua là có thể tra xét được hoàn toàn. Ở bên ngoài có một tòa tế đàn, chỉ đi qua tế đàn mới tiến vào được bên trong. Nhưng bây giờ dựa theo những gì mình thấy thì nơi đây lớn hơn những gì lão nói rất nhiều. Bên ngoài Chu Tước Mộ không thể đảo thần thức qua một lần là tra xét toàn bộ được, lại càng không thể tìm được cái tế đàn kia. Vương Lâm nhíu mày, hắn ngồi xổm xuống sờ sờ lên mảnh đất khô cằn dưới chân, một tia nóng chợt truyền vào tay. Lớp đất khô cằn nơi đây ẩn chứa linh lực của thuộc tính hỏa, nhưng cũng không phải do tu sĩ đấu pháp tạo thành mà giống như hỏa linh được sinh ra một cách tự nhiên. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, cơ thể hắn khẽ động rồi bay thẳng về phương xa. Trong phạm vi mấy vạn dặm này cũng chỉ có một mình ta. Vậy thì rõ ràng tất cả những người tiến vào đây sẽ không có một điểm đặt chân cố định, mà bị phân tán một cách hỗn loạn. Trong đầu Vương Lâm hiện lên rất nhiều suy tính. Hắn dùng tốc độ cực nhanh bay về phương xa như tên bắn. Hắn vừa mới rời đi, trên mặt đất khô cằn lập tức hiện ra một đôi mắt lấp lánh thanh quang, trong đó lộ ra những tia sáng kỳ dị. Nó nhìn về phía hình bóng của Vương Lâm đang rời khỏi, sau đó nó lại chìm sâu vào trong mảnh đất khô cằn rồi biến mất. Vương Lâm dùng tốc độ nhanh nhất bay đến vùng biên giới của mảnh đất khô cằn. Đúng lúc này, đột nhiên Vương Lâm ngừng lại, hắn lui về phía sau như một đạo lưu tinh. Trong nháy mắt khi Vương Lâm lui về phía sau, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên yên lặng xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng, nó cao như một người bình thường. Trong nháy mắt khi ngọn lửa xuất hiện thì nhiệt độ bốn phía tăng nhanh, hơi nóng khuếch tán ra khắp bốn phía làm cho những làn khói đen bốc lên từ mặt đất lập tức tản ra. Nhưng những làn khói đen này lại vặn vẹo giống như du hồn, tuy nó bị tản ra nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành những làn khói mỏng rồi thay đổi phương hướng. Nó không bay lên bầu trời nữa mà chui hết vào trong ngọn lửa màu xanh kia. Lúc này trước mặt Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một hiện tượng kỳ quặc. Chỉ thấy những làn khói đen bốc lên trong chu vi vạn dặm đều điên cuồng bay về phía ngọn lửa màu xanh rồi dung nhập vào bên trong. Từ ngọn lửa màu xanh nhanh chóng tỏa ra rất nhiều hắc khí. Hắc khí tản ra bên ngoài giống như những cành cây được mọc ra trên ngọn lửa. Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt hắn hàn quang chợt lóe lên. Tay phải hắn khẽ chạm vào túi trữ vật, tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Hắn chém thẳng về phía trước không chút do dự. Một đạo kiếm mang giống như vầng trăng lập tức được ngưng tụ giữa đất trời, giống như một cơn lốc gào thét phá không phóng thẳng về phía ngọn lửa màu xanh. Lúc này những làn khói đen ở bên ngoài ngọn lửa màu xanh lập tức ngưng tụ lại, rồi dung hợp lại cùng một chỗ tạo thành một cái khiên cực lớn chắn ở phía trước. Một tiếng nổ long trời lở đất từ trên tấm khiên vang lên, tấm khiên lập tức tiêu tán. Lúc này kiếm mang cũng thu nhỏ một nửa lại lao thẳng vào làn khói đen, nó lóe lên rồi trực tiếp chém vào ngọn lửa. Một vết rách có kích thước khoảng chừng một cánh tay xuất hiện trên ngọn lửa, những làn khói nhẹ từ bên trong bay ra, ngọn lửa kia đột nhiên lóe lên. Rất nhiều hắc khí trong mảnh đất khô cằn điên cuồng bay ra rồi trong nháy mắt đã lấp đầy vết nứt. Lúc này, hình dáng ngọn lửa theo sự dung hợp của hắc khí đã dần thay đổi rồi hóa thành một dáng người. Đây là một đứa trẻ mà nhìn qua khoảng chừng 8-9 tuổi, cả người nó tỏa ra những luồng khói đen, hai mắt lại càng đen kịt. Nó nhìn Vương Lâm rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Không, được, đi, ở lại chơi đùa với ta. Từ khi Vương Lâm chém xuống đến khi ngọn lửa hóa thành hình dáng đứa trẻ, tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong khoảng thời gian cực ngắn.
Hắn lạnh lùng nhìn đứa trẻ trước mặt, thoáng nhìn cũng biết nó không phải là yêu vật, mà do những luồng linh lực cực nóng trong mặt đất biến hóa thành hỏa linh. Loại sinh vật này không phải dễ giết, chỉ cần còn mảnh đất thì vật này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cút, Vương Lân lạnh lùng nói, cơ thể hắn khẽ động rồi lái lên bay ngang qua muốn rời khỏi chỗ này. Không được đi. Đứa trẻ vung tay phải về phía trước, mảnh đất dưới chân Vương Lâm lập tức nổ lên ầm ầm rồi dựng lên một bức tường cao khoảng trăm trượng ngăn cản trước mặt Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày, cơ thể hắn lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn hiện ra đã ở bên ngoài mấy vạn dặm rồi rời khỏi mảnh đất khô cằn kia. Đứa trẻ kia bay tới bên rìa mảnh đất khô cằn, nó đứng ở đó nhìn về phía Vương Lâm, nhưng nó lại không dám tiến về phía trước, rõ ràng vùng đất khô cằn mới là phạm vi di chuyển của nó. Nó nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, hắc khí lượn lờ trên mặt, đặc biệt là đôi mắt nó đen kịt một cách quỷ dị. Đột nhiên nó kêu lớn lên một tiếng, sau đó cơ thể lập tức bay lên rồi dang rộng cánh tay ra. Rất nhiều hắc khí từ trong cơ thể nó lập tức điên cuồng bay ra giống như một con dao long. Sau khi bay ra, hắc khí lập tức từ bốn phương tám hướng bay vào trong mảnh đất khô cằn. Từ trong mảnh đất khô cằn có phạm vi mấy vạn dặm đột nhiên truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, mảnh đất bắt đầu chuyển động một cách quỷ dị rồi chậm rãi di chuyển về phía trước. Vương Lâm nhíu mày, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa trẻ rồi cũng không nói gì mà xoay người phóng thẳng về phía trước. Đứa trẻ kia thấy Vương Lâm chạy càng ngày càng xa, nét mặt lộ ra vẻ nôn nóng. Nó liên tục hét lên, tốc độ vận chuyển của hắc khí bên trong cơ thể lập tức trở nên nhanh hơn, tốc độ di chuyển của mảnh đất khô cằn cũng ngày càng nhanh, nhưng rõ ràng tốc độ đó không thể so sánh được với Vương Lâm. Đứa trẻ thấy hình bóng của Vương Lâm đã biến mất ở phía chân trời, bụi khói trên mặt nó lại càng trở nên nồng đậm. Nó ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, cơ thể nổ ầm một cái rồi tiêu tán giữa không trung. Ngay lập tức nó lại hóa thành một ngọn lửa màu xanh mà chui vào trong mảnh đất khô cằn. Mảnh đất khô cằn lập tức giống như một con sóng dữ cuồn cuộn tuôn trào, sau đó nó lập tức điên cuồng kéo dài ra phía trước. Nó không phải là di chuyển, mà giống như được kéo thẳng về phía trước thành một đường thẳng tắp. Con đường phóng thẳng về phía trước với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, giống như một thân cây liên tục lớn lên rồi điên cuồng kéo dài ra. Vương Lâm đang phóng đi, đột nhiên trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một con đường giống như một con dao long đang điên cuồng đuổi theo. Có một ngọn lửa xanh ở đầu con đường, bên trên lấp lánh đôi mắt quỷ dị của một đứa trẻ. Muốn chết, kiếm mang của Vương Lâm lúc nãy không chứa tiên lực, nhưng lúc này tay trái của hắn vuốt nhẹ lên túi trữ vật rồi lấy ra một khối tiên ngọc. Hắn hút nhẹ một cái, tiên lực lập tức điên cuồng tuôn vào trong cơ thể. Hai mắt hắn chớp động ánh sáng, tay phải cầm tiên kiếm rồi chậm rãi nâng lên. Tiên lực tràn vào trong tiên kiếm làm nó phát ra những đạo ánh sáng màu tím chói mắt. Đột nhiên, Vương Lâm chém thẳng xuống bên dưới, tiên kiếm chém xuống giống như thiên uy. Kiếm mang ẩn chứa tiên lực nên uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Nó hóa thành một đạo tàn ảnh lóe ra trên tiên kiếm rồi phóng thẳng xuống. Trong những tiếng nổ ầm ầm phá vỡ không gian, kiếm mang lóe lên rồi trực tiếp chém lên trên mảnh đất khô cằn đang điên cuồng phóng đến. Ầm! Trong nháy mắt khi kiếm mang rơi trên mảnh đất khô cằn thì mặt đất lập tức chấn động, từng đạo vết nứt nhanh chóng xuất hiện trong những tiếng kêu két két. Những vết nứt điên cuồng lan rộng ra, trong nháy mắt con đường do mảnh đất khô cằn hóa thành đã xuất hiện rất nhiều vết nứt ở tất cả các vị trí. Vỡ! Vương Lâm khẽ nói, ầm một tiếng, con đường do mảnh đất khô cằn tạo thành, kéo dài mấy vạn dặm lập tức sụp đổ, rất nhiều mảnh đất khô cằn hóa thành những khối đất nhỏ tung ra khắp bốn phía. Đúng lúc này, một cổ lực lượng kỳ dị từ trong những mảnh đất bị vỡ truyền ra, một tiếng kêu thảm thiết, yếu ớt từ đằng xa sau lưng Vương Lâm truyền lại, ngay sau đó lại là tiếng cười cực kỳ vui vẻ. Tiếng cười này tuy không có bất kỳ câu nói nào đi theo nhưng rơi vào trong tai Vương Lâm thì lại nghe thấy rõ ràng có một câu, có người chơi với ta rồi. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên âm trầm rồi nhìn vào một mảnh đất nhỏ trong tay. Hắn vừa đảo thần thức qua thì phát hiện có một thứ lực lượng nào đó ngăn cản thần thức. Vương Lâm nhíu mày, tiên lực trong cơ thể xoay chuyển. Thần thức của hắn lập tức dung nhập vào bên trong tiên lực rồi hóa thành tiên thức đảo xuống. Ngay lập tức, hắn phá vỡ được cấm cố ở bên trên. Tiên thức lập tức đi vào bên trong mảnh đất vỡ. Trong nháy mắt khi thần thức tiến vào trong khối đất, một âm thanh giống như gương vỡ vang lên trong đầu Vương Lâm. Ngay sau đó trên khối đất lập tức xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Một ngọn lửa màu xanh hiện ra trong lòng bàn tay Vương Lâm. Vương Lâm nhìn ngọn lửa, cơ thể hắn đột nhiên chấn động. Mệnh hồn, đây là mệnh hồn của một phàm nhân, bên trong ẩn chứa một tia hỏa thuộc tính. Người nào có mệnh hồn này thì không thể tu tiên, chỉ có thể làm một người phàm nhân. Trong mảnh đất khô cằn kia, tất cả đều do những viên đất này tạo thành, mỗi một viên đất là một cái mệnh hồn. Nơi đây chắc chắn đều là mệnh hồn của những người phàm nhân không thể tu tiên. Mà đứa bé kia là do rất nhiều mệnh hồn dung nhập lại với nhau rồi tạo thành một cái linh thể thống nhất, thảo nào tiên kiếm không thể tiêu diệt được nó. Sắc mặt Vương Lâm lại càng trở nên âm trầm, hắn nhìn ngọn lửa màu xanh rồi đặt nó vào trong viên đất. Khi mệnh hồn tiến vào trong đất, những vết nứt trên khối đất lập tức khép lại rồi khôi phục lại như lúc ban đầu. Vương Lâm vung tay phải về phía trước, khối đất kia không còn bị ràng buộc lập tức lóe lên rồi rơi xuống bay đi như tên bắn về phía mảnh đất khô cằn ở phương xa.
Tư Đồ Nam nói mệnh hồn ở bên trong tu tinh chi tinh, nhưng vì sao ta vừa mới tiến vào chỗ này đã gặp được mệnh hồn? Mệnh hồn của ta có phải cũng ở trong cơ thể một loại sinh vật như vậy không? Vương Lâm chau mày rồi bay thẳng về phía trước. Chu Tước Mộ quá lớn. Sau khi Vương Lâm rời xa mảnh đất khô cằn, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất rồi nhắm chuẩn một phương hướng mà bay đi như tên bắn. Địa hình bên trong Chu Tước Mộ cũng không có gì khác biệt so với bên ngoài, cũng có núi có sông, linh lực trong đây càng nhiều, so với bên ngoài thì đậm đặc hơn rất nhiều lần. Cho dù một số môn phái có tụ linh trận cũng không đạt đến hiệu quả như thế này. Ba ngày sau, Vương Lâm chẳng khác gì một đạo lưu tinh bay đi như tên bắn dưới tầng trời. Ba ngày qua hắn không ngừng lại mà cứ bay thẳng vào sâu bên trong với tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng trong ba ngày qua, mặc dù thần thức của Vương Lâm vẫn tản ra nhưng lại không tìm được một giới hạn cụ thể nào. Lúc này hắn đang bay trên một vùng đồng bằng có rất nhiều cỏ xanh. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thể thấy được điểm cuối của nó ở đâu. Trong ba ngày này hắn chưa nhìn thấy một người tu sĩ nào đang phi hành. Đột nhiên vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, hắn xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy ở phía chân trời có hai đạo cầu vồng đang gào thét và bay đến như tia chớp. Đó là hai người tu sĩ, một nam một nữ. Hai người vừa nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức ngừng lại. Ánh mắt Vương Lâm trượt lóe, hắn khẽ động tâm niệm rồi che giấu tu vi để người ta nhìn thấy tưởng hắn là tu sĩ vừa mới hóa thần. Hai đạo thần thức đảo qua, sau khi tra xét Vương Lâm một lúc, hai người kia mới yên tâm rồi chậm rãi bay về phía hắn. Khi hai người bay đến cách Vương Lâm vài trăm trượng thì dừng lại. Nếu nhìn từ bề ngoài thì hai người kia tuổi tác cũng không cao. Nam là một người thanh niên mặc một chiếc áo màu xanh đã có vài chỗ cũ nát, thậm chí còn có vài vệt máu đã biến thành màu đen. Trên ống tay áo của hắn có một cái đồ án kỳ dị, rõ ràng là tiêu chí đệ tử của một tông phái nào đó. Còn người nữ lại có chút xấu xí, trên gương mặt nàng có rất nhiều lỗ nhỏ. Nếu như ban đêm để phàm nhân nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ tưởng nàng là quỷ hiện hình. Mặc dù gương mặt không đẹp nhưng nàng lại có thân hình rất động lòng người. Nàng mặc một bộ đồ trắng cực kỳ sạch sẽ, nếu người ta không nhìn thấy khuôn mặt nàng chắc chắn sẽ cảm thấy thích thú. Hai người bọn họ dừng lại trước người hắn khoảng trăm trượng, người thanh niên liền ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, nói lớn, tại hạ Mộ Dung Vân, xin hỏi cao tính đại danh của đạo hữu là. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn mỉm cười nói, tại hạ là Thanh Mộc. Cái tên Thanh Mộc ngày trước được Vương Lâm sử dụng khi mới tiến vào luyện hồn tông. Vương Lâm vừa lướt mắt qua đã nhìn rõ tu vi của một nam một nữ trước mặt, người thanh niên là hóa thần trung kỳ, còn người nữ là hóa thần sơ kỳ. Tu vi của hai người này nếu ở bên ngoài Chu Tước Mộ thì cũng được tính là cường giả một phương, nhưng ở trong đây, đặc biệt là sau khi tiến hành một cuộc đào thải lớn, thì rõ ràng vẫn còn yếu. Bọn họ có thể đi vào đây, có lẽ khi Chu Tước Mộ mở ra thì cả hai đang ở trong Chu Tước Quốc nên là nhóm đầu tiên tiến vào. Nếu không với tu vi của hai người bọn họ mà đến sau khi Chu Tước Mộ mở, chắc chắn sẽ không đến lượt để hai người bọn họ đi vào. Mộ Dung Vân cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, nói, tu vi của đạo hữu, hình như vừa mới hóa thần phải không? Cô gái ở bên cạnh người thanh niên đang nhìn về phía Vương Lâm, trong mắt nàng lộ ra một tia lạnh lùng. Vương Lâm mỉm cười, nói, đúng vậy, tại hạ vừa mới hóa thần. Mộ Dung Vân lại cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần nữa, khi trong lòng hắn khẳng định đối phương là hóa thần sơ kỳ mới thầm thở phào nhẹ nhòm, nói, đạo hữu, nơi đây rất nguy hiểm, hay chúng ta đi với nhau, nhiều người thì cơ hội thu được mệnh hồn sẽ tăng lên. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, nói, nghe lời đạo hữu nói, hình như có thể nắm chắc khả năng thu được mệnh hồn sao? Vương Lâm vừa nói ánh mắt vừa lóe lên. Mộ Dung Vân cười ha ha, nói, Thanh Mộc đạo hữu không biết đấy thôi, tại hạ thuộc nhóm đầu tiên đi vào nơi đây, đã tận mắt nhìn thấy Kiền Phong và mấy vị bát diệp thuật chú sư của tiên di tộc làm sao để tiến vào được bên trong Chu Tước Mộ. Nếu chẳng phải tu vi của ta không đủ, lúc này chắc chắn cũng đi vào bên trong Chu Tước Mộ rồi. Sao? Vương Lâm mỉm cười nói, không biết đám người Kiền Phong làm sao đi vào đó được. Mộ Dung Vân cười cười thần bí, nói, ta chỉ có thể nói cho Thanh Mộc huynh biết, khi đi vào bên trong một tế đàn, ta đã tận mắt nhìn thấy bọn họ tìm một cái gì đó rất lâu, cuối cùng lại từ bên trong tế đàn đi vào. Nhưng vị trí tế đàn vô cùng hẻo lánh, hơn nữa lại rất nguy hiểm. Nhóm chúng ta nhiều người cùng nhau đi vào chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn liếc mắt nhìn qua người này rồi mỉm cười gật đầu. Đừng nhiều lời, đi thôi. Khi Vương Lâm và Mộ Dung Vân đang nói chuyện với nhau, cô gái ở bên cạnh Mộ Dung Vân đột nhiên lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, cơ thể nàng khẽ động rồi bay thẳng về phía trước. Mộ Dung Vân quét mắt nhìn bóng lưng của cô gái kia rồi lắc đầu thầm nói, nhìn bóng lưng thì đúng là một tuyệt đại giai nhân, đáng tiếc. Nói xong, hắn liền ôm quyền với Vương Lâm rồi vội vàng lên đường đuổi theo. Vương Lâm sờ sờ cầm rồi chậm rãi đi theo sau hai người bọn họ. Lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn Mộ Dung Vân, hắn đặc biệt chú ý đến đồ án trên cổ tay áo và những vệt máu đã chuyển thành màu đen trên áo người này. Trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. Mộ Dung đạo hữu, không biết ở chỗ tế đàn kia rốt cuộc có nguy hiểm gì? Trong lúc phi hành, Vương Lâm bình thản nói. Trong mắt Mộ Dung Vân hiện lên một tia sợ hãi, hắn hít vào một hơi thật sâu, nói, ta chỉ đứng từ xa nhìn thấy hai vị bát diệp thuật chú sư tiên di tộc bỏ mạng ở chỗ đó, ngoài ra còn có hai người tu sĩ anh biến lão quái chết ở đó.
đến khi bọn họ chết ta cũng không nhìn thấy bất kỳ một địch nhân nào. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia như cười như không, mang theo một nụ cười châm chọc như có như không. Vận khí của Mộ Dung Vân đạo hữu cũng không tồi. Mộ Dung Vân ngẩn người ra, sau đó hắn cười khổ nói, trong 16 người vào đầu tiên thì khoảng cách của ta là xa nhất, hơn nữa ta lại chạy rất nhanh nên cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, ở nơi đó nhất định tồn tại một người rất mạnh mẽ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới có khả năng tiến vào bên trong được. Vương Lâm liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười cổ quái rồi không nói thêm một câu nào. Lòng Mộ Dung Vân khẽ trầm xuống, hắn đưa mắt nhìn kỹ Vương Lâm một lần nữa rồi xoay người tiếp tục phi hành. Ba người bay thẳng về phía trước, dẫn đầu là cô gái có vẻ mặt xấu xí. Bọn họ bay với tốc độ rất nhanh nên thoáng cái đã vượt qua vùng đồng bằng. Giữa trưa ngày thứ hai, cô gái đang phi hành đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn về phương xa rồi lạnh lùng nói, có một người ở phía trước. Nàng vừa nói xong đã thấy một đạo kiếm mang kinh động trời đất từ phương xa quét tới. Kiếm mang phóng tới mang theo kiếm khí ngập trời, nhưng lập tức lại bị một luồng khí lạnh lẽo bao quanh. Chỉ thấy một thanh phi kiếm màu trắng đang gào thét bay tới. Người đứng trên kiếm là một lão già mặc một bộ quần áo màu xám với mái tóc hoa râm, nhưng trong ánh mắt lão thi thoảng lại lóe lên một tia chớp. Vẻ mặt lão âm trầm chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau. Mắt Vương Lâm đột nhiên sáng lên, hắn đảo mắt qua đã thấy có chút kỳ lạ. Chỉ thấy ở phía sau lão già có một tia chớp đang xoay chuyển như một con thoi điên cuồng truy kích. Tia chớp này giống như một con dao long màu trắng có linh tính đuổi theo phía sau không tha. Lão già đứng trên phi kiếm bay đi như tên bắn rồi đảo mắt qua ba người Mộ Dung Vân. Cuối cùng ánh mắt lão rơi trên người Vương Lâm rồi khẽ a lên một tiếng. Lão già này Vương Lâm đã gặp qua. Lão chính là một vị tu sĩ anh biến trong nhóm 16 người ở bên ngoài Chu Tức Sơn. Tu vi của người này là anh biến sơ kỳ. Vương Lâm đột nhiên ngừng lại, vội vàng nói, đạo hữu, lùi mau, vật đó rất quỷ dị. Đúng lúc này Mộ Dung Vân quét mắt nhìn qua tia chớp đang truy đuổi theo lão già. Hắn liếc mắt rất bình thản nhưng tia chớp lại lập tức run lên rồi từ bên trong truyền ra một tiếng gầm bất mãn. Sau đó nó mạnh mẽ quay đầu lại rồi bay về phía sau, trong nháy mắt đã biến mất. Cảnh tượng này phát sinh rất nhanh, nếu Vương Lâm không đặc biệt chú ý đến Mộ Dung Vân thì chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được bất cứ điều gì khác thường. Tia chớp kia nhanh chóng biến mất, lão già đứng trên phi kiếm cũng ngẩn người ra. Lão ngừng lại nhìn về phía sau một lúc rồi chau mày. Mộ Dung Vân tiến lên mấy trượng, hắn cung kính ôm quyền nói, vãn bối là Mộ Dung Vân, tham kiến tiền bối. Lão già ngẩng đầu rồi lạnh lùng quét mắt nhìn Mộ Dung Vân. Lão không nói câu nào mà chuyển ánh mắt về phía Vương Lâm, ôm quyền nói, tăng đạo hữu, đa tạ. Vương Lâm mỉm cười, lắc đầu nói, không phải là tăng mỗ. Ánh mắt lão già lóe lên, cười nói, không nói đến chuyện này nữa. Tại hạ là Mạc Vân Hải, tăng đạo hữu có manh mối nào để tiến vào bên trong chỗ này không? Vương Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua Mộ Dung Vân, đáy lòng Mạc Vân Hải khẽ động. Mộ Dung Vân mỉm cười ôm quyền nói, vãn bối Mộ Dung Vân tham kiến tiền bối. Mạc Vân Hải ư nhẹ một tiếng, nói, người có biết phương pháp tiến vào bên trong không? Mộ Dung Vân gật đầu nói, Mạc tiền bối, tại hạ quả thực có biết, tuy nhiên, tiền bối phải đáp ứng đem tại hạ cùng vào trong, nếu tiền bối đồng ý thì tại hạ nhất định đem những điều biết được toàn bộ nói cho tiền bối. Ánh mắt của Mạc Vân Hải chợt lóe lên, trầm giọng nói đi, lão phu đáp ứng. Ánh mắt Mộ Dung Vân hiện lên vẻ vui mừng, nói, vãn bối sẽ dẫn đường, nơi đó là một cái tế đàn, là thông đạo duy nhất nối liền nơi đây vào bên trong, nơi đó có nguy hiểm gì? Mạc Vân Hải trầm giọng nói, có, tại hạ tận mắt nhìn thấy vài vị bát diệp thuật chú sư của tiên di tộc bỏ mạng nơi đó, tuy nhiên lúc ấy tổng cộng có 4 người tiên di tộc, người đầu tiên tiến vào được mà không gặp nguy hiểm gì. Mộ Dung Vân vội trả lời. Mạc Vân Hải nhớn mày, nhìn sang Vương Lâm, ôm quyền nói, tằng đạo hữu, ý của người như thế nào? Vương Lâm như cười như không nhìn Mộ Dung Vân một cái, sau đó hướng về Mạc Vân Hải nói, ta và ngươi liên thủ, dù không thể quá chắc chắn nhưng bảo mệnh hắn thì thoải mái. Mộ Dung Vân vội vàng gật đầu, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười khổ nói, tiền bối tuyệt đối không phải là hóa thần kỳ tu sĩ, trước đây vãn bối không nhận ra được, mong rằng tiền bối không trách tội. Nói xong, thân mình hắn bay về phía trước. Phía sau, Mạc Vân Hải ra hiệu cho Vương Lâm, hai người cùng cất bước đuổi theo phía sau. Về phần nữ tử có tướng mạo khó coi kia lại do dự một lát rồi cũng đi theo. Với Mộ Dung Vân, tốc độ này đã rất nhanh rồi nhưng trong mắt của Mạc Vân Hải lại vẫn quá chậm. Sau nửa canh giờ, Mạc Vân Hải hừ nhẹ một tiếng, thân mình tiến lên, nắm lấy Mộ Dung Vân, quay đầu lại nói với Vương Lâm, tăng đạo hữu, ta và ngươi mỗi người mang theo một người, dùng toàn lực bay đi, tranh thủ đến tế đàn kia sớm một chút. Nếu không, kéo dài thời gian, một khi tu tinh tinh này tan vỡ, toàn bộ chúng ta cũng đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, hắn nắm lấy Mộ Dung Vân, tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo sao băng, nháy mắt đã biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải triệu hồi, nữ tử có tướng mạo khó coi kia bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao lấy, bám vào Vương Lâm, ba y nhanh về phương xa. Tiền bối là Tăng Nhu, một mùi hương từ nữ tử bên cạnh phả vào mũi Vương Lâm,
Ba ngày sau, trên mặt đất xuất hiện một dãy núi liên miên không dứt, một đoàn xương đen bao bọc lấy bên trên dãy núi. Màn xương đen này chuyển động quay cuồng, lộ ra đôi chút quỷ dị. Tại phía tây của dãy núi này có một ngọn núi cực cao, xen lẫn vào bên trong màn xương đen, chỉ có thể nhìn thấy đến giữa sườn núi mà thôi. Dưới sự dẫn đường Mộ Dung Vân, Mạc Vân Hải lóe lên, nhảy vào trong màn xương đen, hướng về phía đỉnh núi bay đến. Vương Lâm đi theo đằng sau, thần thức tản ra mọi nơi. Ở trong màn xương đen, Vương Lâm há mồm phun ra một đạo hắc mang lóe lên, lập tức chui lên vào bên trong màn xương đen. Sau đó, hắn vỗ túi chữ vật, xuất ra một vật, nó rung lên, cũng biến mất trong màn xương đen. Hết thảy những điều này đều là do hắn tùy ý tạo ra, lại bị màn xương đen che mắt, nữ tử bên người hắn không thể phát hiện ra chút gì. Hơn nữa tu vi của hai người chênh lệch nhau quá nhiều, Vương Lâm đã cố ý che giấu thì nàng ta nhất định không thể biết được. Ngọn núi trong màn xương đen có chút mơ hồ, như bị một tấm màn đen che lại, thoạt nhìn có vẻ lờ mờ. Trên đỉnh ngọn núi kia có một cái thạch đài thật lớn, phía trên thạch đài này có một cái tế đàn màu đen cao chừng trăm trượng. Tế đàn này có hình tháp, một loạt bậc thang thẳng lên trên đỉnh, trên đỉnh là một chỗ lõm xuống hình tròn. Một cỗ hắc khí từ bên trong phiêu tán ra, bay ra dung nhập vào trong sương mù xung quanh. Mạc Vân Hải nắm lấy thân mình Mộ Dung Vân từ giữa không trung hạ xuống, đứng phía trên thạch đài. Vương Lâm cũng theo đó hạ xuống, chỉ thấy nhiều chỗ trên mặt đất của thạch đài có những vết máu đã khô, một cỗ mùi tanh tràn ngập không tiêu tán. Bên trong màn xương đen bốn phía đôi khi lại có những tiếng than khóc truyền đến, nghe như tiếng quỷ khóc. Sau khi hạ xuống, Vương Lâm buông nữ tử kia ra, ánh mắt chớp lên, kín đáo đánh giá. Nơi này có sự khác biệt rất lớn so với miêu tả trong lời nói của Tư Đồ Nam. Tế đàn trong lời của Tư Đồ Nam là ở bên trong một thung lũng chứ không phải trên đỉnh một ngọn núi. Hàn mang trong mắt hắn chợt lóe ra, thần thức của Mạc Vân Hải tản ra, quan khán bốn phía. Sau đó chỉ về phía tế đàn, nói, Mộ Dung tiểu bối, tế đàn mà ngươi nói chính là cái này phải không? Mộ Dung Vân gật đầu khẳng định, nói, tiền bối, chính là chỗ này, tuy nhiên, tiền bối phải cẩn thận, mấy vị bát diệp thuật chú sư, trừ người tiến vào đầu tiên, những người vào sau đều bỏ mạng một cách quỷ dị trên đỉnh tế đàn. Mạc Vân Hải liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân một cái, tay phải xuất ra một trảo cách không, thân mình Mộ Dung Vân lại bị trục tới trong tay, tay phải hắn đặt lên đỉnh đầu Mộ Dung Vân, hai mắt không ngừng chớp lên, nhẹ giọng quát, sư hồn thuật. Mộ Dung Vân hừ thả một tiếng, thân mình lập tức trở nên run rẩy. Hai mắt của Mạc Vân Hải phát ra quang mang yêu dị ngày càng sáng. Cuối cùng khi thân mình Mộ Dung Vân run lên dữ dội, hắn mới buông lỏng hai tay ra. Mộ Dung Vân như một bãi bùn nhão, lập tức ngã vào đất ẩm, toàn thân phát ra tử khí, không còn nhúc nhích. Tăng đạo hữu, người này quả thực không nói dối. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.